chuyện cuối tuần. Những quán quân nhờ game show để đổi đời. Cái danh hiệu quán quân đã giúp cho em mua được những cái gì mà có thể lúc trước em mơ ước. Và nhiều ý kiến trái chiều về game show. Game show không bao giờ là nhàm chán cả. Đón xem chuyện cuối tuần của Lê Hoàng và nghệ sĩ Bình Tinh. Số phận quán quân game show được phát sóng vào lúc 21:35 thứ bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019 chỉ có trên VTV9.